Trên nhật phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 5 tây tháng 5 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh, trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn có hai đề tài mỗi một ngày và trước khi đi vào các đề tài vẫn là phần bảo trợ. Phần bảo trợ ngày hôm nay dành cho cái đại nhạc hội xây dựng tượng đài Vinh à, danh và tưởng niệm các binh sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa à, Trong trận tái chiếm cổ thành Quảng trị năm 1972 Và trên màn hình quý vị đã thấy được là cái poster rất là rực rỡ Với lại các nghệ sĩ nổi tiếng để tham gia đóng góp vào cái chương trình Dinh giữ cái di sản cho tất cả con em của chúng ta sau này Chương trình này được tổ chức ngày thứ Bảy 26 tây tháng 6 năm 2021 Với sự hiện diện của nữ ca sĩ Hương Lan, ca sĩ Phượng Mai à, Ca sĩ Thảo Sương, Khánh Hà, Lưu Bích, Nguyên Khang lưu Việt Hùng, mc Khánh Hoàng và Hoàng Thanh cũng như Mai Quốc Huy. đặc biệt là có sự hiện diện của đương kim thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, người đã thúc đẩy cái dự án xây dựng tượng đài này à, và bên cạnh đó thì còn có sự hiện diện của ca Phong và Trương Quốc Huy. Mọi chi tiết quý vị có thể à, đặt vé hay đặt bàn liên lạc với số điện thoại trên màn hình à, liên lạc qua Quốc Văn hoặc là Liên tại Houston. Nếu quý vị liên lạc với Quốc Văn thì vui lòng bấm thét trước bởi vì chỗ làm của Quốc Văn hàng ngày thì chỗ đó signal khá yếu, Quốc Văn không nhận phone được. Khi nhận thét chiều về thì Quốc Văn sẽ gọi lại cho từng người và hoặc là quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại Liên cơm gà Houston để mà đặt vé và nớ nhớ đặt sớm là bởi vì chương trình này chúng tôi chỉ nhận tối đa là 50 bàn mà thôi. Do đó quý vị nào mà liên lạc trễ quá thì chúng ta sẽ bị không còn chỗ. Mong là tất cả quý vị sẽ có mặt tham dự và cùng góp một tay để chúng ta gìn giữ những di sản dành cho con em chúng ta biết được công ơn của những người đi trước, đặc biệt là những binh sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã nằm xuống hoặc những người đang còn sống trong trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị năm 1972. Và đó là phần bảo trợ của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta lại lướt qua cái phần à, à, thời sự mỗi một ngày. Hai đề tài. Đề tài đầu tiên đó là cái đề tài mà sáng từ sáng tới giờ gần như là giới truyền thông và giới um, chính trị gia đã thảo luận rất nhiều bởi vì nó đang mang tính chất thời sự quý vị đó là trong một cái quyết định sáng ngày hôm nay được đưa ra thì công ty facebook và cái gọi là cái uh, uh, panel giám sát của họ đã quyết định là tiếp tục duy trì cái lệnh cấm đối với cái tài khoản của cựu tổng thống donald trump đây là một trong những quyết định mà công ty Facebook đã đưa ra à, cái ban giám sát thì nó hơn Oversight tức là cái ban giám sát của công ty Facebook đưa ra và bây giờ mình đi trong các bản tin trước đi và mình sẽ thấy được cái phản ứng của tất cả các giới trước đi rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu đi vào xong cái phần mà phân tích xem là công ty truyền thông này đang là cái công ty có cái thái độ như thế nào với nền chính trị tại Hoa Kỳ các thành viên của đảng cộng hòa và những người bảo thủ đã từ chối và rút lại cái việc ghi danh bên facebook vào ngày thứ tư ngay sau khi cái quỹ ban giám sát của cái công ty này à, vẫn tiếp tục duy trì lệnh cấm và cái à, tài khoản của cựu tổng thống donald trump và một số những nhà lập pháp tuyên bố cho biết là họ đã chia tay với công ty truyền thông xã hội này hôm nay là ngày đau buồn cho người dân mỹ và ngày đau buồn cho chính facebook bởi vì tôi có thể nói với quý vị số lượng các thành viên trong quốc hội đang nhìn xem à, họ có chia tay với facebook hay không và họ có chắc chắn rằng họ không có một cái à, à, thành à, một cái à, gọi là một cái thành tích về à, à, quyền tự do ngôn luận và họ sẽ bảo vệ quyền tự do ngôn luận như thế nào đó là lời phát biểu của mark middle được xem là à, một trong những người đồng lý văn phòng của Tòa Bạch Ốc trước đây dưới thời của cựu Tổng thống Trump đã phát biểu trong đài truyền hình Fox News. Tôi có thể nói với quý vị rằng có hai cái tiêu chuẩn khác nhau. Một cái tiêu chuẩn dành riêng cho ông Donald Trump và một cái tiêu chuẩn dành riêng cho những người đứng chung một phía với lại cái đối lập của ông Trump và Facebook đã chính thức đã có thể đã ban cấm cái tài khoản của tổng thống Trump Vĩnh Viễn từ hôm 6 tây tháng Giêng vừa qua à, sau khi mà họ đổ thừa là ông là người đã có cái à, ngôn ngữ kích động cho cái cuộc mà tràn vào tòa nhà quốc hội ngày 6 tây tháng Giêng và à, ngay sau đó không những là Twitter mà kể cả Facebook cũng đã ban lệnh cấm và cuối cùng thì họ quyết định cấm Vĩnh Viễn các nhà lập pháp và những người có ảnh hưởng trong giới bảo thủ đã lên tiếng và chỉ trích rất mạnh mẽ cái quyết định trước đây của Twitter và nói rằng à, bây giờ chính công ty Facebook cũng độc quyền và vi phạm trầm trọng vào cái luật chống độc quyền của Hoa Kỳ và điều này có thể khiến cho công ty này sẽ bị vỡ thành nhiều mảnh nếu như mà các nhà lập pháp tiếp à, duy trì cái việc mà theo đuổi việc mà buộc công ty này phải có một cái thái độ đứng đắn hơn. Facebook đã có cái hành động gần như là một cái à, tổ chức quyên góp chính trị cho đảng dân chủ, tức là Super PAC à, thay vì nó là một cái à, trang platform dành cho quyền tự do ngôn, ngôn luận và sự tranh luận mở rộng. À, chủ tịch của khối, đa số, khối thiểu số tại Hạ viện là ông Kevin McCarthy đã viết trên Twitter: nếu như họ có thể ban cấm Tổng thống Trump, tất cả các tiếng nói bảo thủ sẽ trở thành những người kế tiếp và à, cái à, việc mà House House Republican Majority tức là những người ở trong hạ viện bây giờ sẽ bị giới hạn tất cả những cái lời nói của họ ở trên cái mạng xã hội này. trong khi đó thì người sáng lập tờ báo Daily Wire có tên là Sapirio Ben Sapiro đã đưa ra và tweet một cái rất là nhẹ nhàng và ông chỉ dùng có hai chữ thôi đó là ngớ ngẩn. trong khi đó thì thượng nghị sĩ Thách đã uh, tweet và cảnh báo với tất cả những uh, những kẻ mà được đang đang ăn mừng về cái quyết định này của công ty Facebook. Tất cả những kẻ cánh tả đang ăn mừng về cái lệnh cấm tổng thống Trump trên mạng xã hội và nếu như công ty Big Tech vẫn tiếp tục có thể gia, giám sát và ngăn cản quyền tự do của một vị cựu tổng thống thì uh, làm sao ngăn cản họ có thể uh, bích miệng tất cả quý vị. Ông uh, Ted Cruz đã <laughs> đưa ra cái lời phát biểu như trên và trong khi đó thì ngày hôm qua thì cựu tổng thống trump đã cho biết ông đã có một cái platform mới đó là from the death of donald trump từ cái bàn của donald trump ở à, trên cái website riêng của ông à, hiện nay thì những người à, tham gia vào cái trang web này thì chỉ có, chỉ có thể đọc được những cái post của ông nhưng mà vẫn chưa có thể à, tự mình post bài được đại khái như vậy và đó là một trong những cái tên chiều ngày hôm nay và phản ứng của tất cả giới bảo thủ với cái quyết định của công ty facebook như vậy quý vị khi mà cái ban giám sát này đưa ra cái quyết định trên thì họ có nói rằng là cái hành động mà cái ngôn ngữ của Tổng thống Trump là uh, nên bị cấm nhưng không thể bị cấm bệnh viện. Đó là cái quyết định của ban giám sát này và Tổng thống Trump đã bị tra, uh, gọi là cấm cái tài khoản của ông ở trên Facebook hơn uh, coi như là từ tháng Giêng tới bây giờ 5 tháng rồi quý vị. Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái gì qua cái sự kiện mà được xem là đang nổi đình nổi đám ở trên... Uh, các cái hệ thống truyền thông ngày hôm nay. Điều thứ nhất mà chúng ta nhìn thấy được là công ty Facebook đang bộc lộ cái quyền lực của mình một cách rõ nét. Kể cả một vị đứng đầu quốc gia là tổng thống Trump thời điểm bà ông bị cấm, ông còn là tổng thống đó quý vị. Cho thấy rằng là quyền lực của các công, công ty Big Tech nó đã vượt quá quyền lực của chính phủ. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta nhìn thấy được từ câu chuyện mà Facebook đưa ra cái điều này điều thứ hai mà chúng ta nhìn thấy được qua cái sự kiện này là cái sự thiên vị ghê gớm của công ty facebook bởi vì cái uh, họ thông báo những cái thành phần nằm trong cái quỹ ban giám sát đánh giá về việc có nên hay không nên ngăn cản hay delete hay xóa đi những cái status nào mà họ cho là vi phạm hay là có tinh thần vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của facebook nhìn vào tất cả những thành phần gọi là ban giám khảo này hay là cái panel này, cái ủy ban giám sát này của công ty Facebook, chúng ta thấy rõ toàn bộ là lực lượng cánh tả. Toàn bộ là lực lượng cánh tả quý vị, tức là không có một tiếng nói bảo thủ nào nằm ở trong cái uh, team này hết trên cái quyết định này đưa ra không gây ngạc nhiên cho chúng ta. Và thứ ba là sự ăn mừng của cái đám cánh tả khi mà uh, Facebook đưa ra quyết định này cho thấy rằng thời gian gần đây và thời gian qua, lực lượng cánh tả đã dồn tất cả nỗ lực để bịt miệng tất cả những người bảo thủ. Trong đó, Tổng thống Trump là biểu tượng. Tổng thống Trump là biểu tượng của cái việc mà họ phải kích tấn công. Bởi vì đánh gục được Tổng thống Trump, thì họ tin rằng sẽ đánh gục được tất cả những người có khuynh hướng bảo thủ và ngược lại với họ. Và cuối cùng là cái tác hại lớn nhất cho đất nước Mỹ. Ở bên ngoài nhìn vào, Người ta không hiểu được luật của Mỹ Nhưng người ta thấy một ông tổng thống bị bịt miệng tới mức như vậy Thì người ta sẽ nói rằng nước Mỹ không có tự do ngôn luận Mặc dù rằng về mặt luật pháp nước Mỹ có tự do ngôn luận Và đã, mọi người đều có quyền thể hiện quyền tự do ngôn luận Nhưng mà mạng xã hội là một cái công ty riêng, công ty tư nhân Họ có cái quyền ở trên cái công ty của họ Chứ không phải là đại diện cho cả nước Mỹ. Nhưng sự kiện này sẽ bị những kẻ mà gọi là ở chế độ độc tài toàn trị hay cộng sản nó sẽ dùng cái việc này và nó chỉ trích rằng nước Mỹ không có tự do ngôn luận. Một cái quyết định mà công ty Facebook đưa tới một cái uh, hậu quả nó có thể xảy ra. Như vậy thì câu hỏi của chúng ta sẽ là chuyện gì kế tiếp sẽ xảy ra sau cái quyết định ngày hôm nay của công ty Facebook. Chuyện đầu tiên hết có nghĩa là những người nào tham gia trên Facebook, quý vị phải cẩn thận. Tại vì hôm nay họ bịt miệng được ông Tổng thống Hoa Kỳ. Ngày mai họ có thể nhân danh tất cả mọi thứ để bịt miệng quý vị. Và họ có hai cái tiêu chuẩn khác nhau. Một cái tiêu chuẩn dành cho những người bảo thủ. Và một cái tiêu chuẩn dành cho những kẻ liberal. Tôi gọi là những kẻ phóng khoáng hay tôi gọi là left wing. Tức là những kẻ cánh tả. Tiêu chuẩn dành cho những người bảo thủ là họ sẵn sàng bịt miệng vì bất cứ lý do gì. Vì bất cứ lý do gì họ có quyền bịt miệng và họ nói rằng quý vị vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của họ còn cái tiêu chuẩn thứ hai dành cho thành phần cực tả và thành phần mà họ gọi là cấp tiến tôi gọi là phóng túng đó thì thành phần này tiêu chuẩn rất là nhẹ nhàng họ có thể bố post hình của những cái bạo động lên trên đó hoặc là thậm chí là có những cái ngôn ngữ đe dọa ẩn ý ở trên đó họ sẽ không bị phạt họ sẽ không bị xóa bởi vì họ không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng và sẵn sàng đe dọa người khác bằng những cái ngôn ngữ ẩn ý không phải đe dọa bằng ngôn ngữ trực tiếp nhưng ý tôi nói là ngôn ngữ ẩn ý ví dụ như tôi nói ồ oh, tôi muốn hỏi thăm con trai của ông uh, uh, donald trump bây giờ sức khỏe ra sao có thường đi đánh góp không có phải cái chỗ đánh góp là chỗ abcd không đối với mọi người ngôn ngữ này là một ngôn ngữ hỏi thăm nhưng mà rõ ràng nếu cánh tả đặt ngôn ngữ này ra là một lời đe dọa trực tiếp đó quý vị trực tiếp tới sinh mạng của con trai tổng thống trump nếu như mà cánh tả đưa này ra thì facebook sẽ nói ô họ đưa lời hỏi thăm thôi đâu có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhưng ngược lại nếu tổng thống trump nói một ngôn ngữ tương tự như vậy hay quý vị là những người mà họ biết quý vị là bảo thủ quý vị nói một ngôn ngữ tương tự như vậy thì họ sẽ diễn dịch đây là ngôn ngữ mang đầy tính chất hâm dọa và sẽ gây hại tổn thương cho cộng đồng và họ sẽ ban quý vị Tức là họ sẽ cấm cửa quý vị. Đó là những gì sẽ xảy ra sau cái sự kiện ngày hôm nay. Mà không phải sau sự kiện ngày hôm nay đâu. Tôi nhớ rằng là trong vòng một năm qua quý vị ở trên Facebook cũng đã bị tình trạng này rồi. Cá nhân tôi chưa bao giờ bị. Cho tới ngày tôi rời khỏi Facebook cách đây vài tháng. Tôi chưa bao giờ bị Facebook ban. Bởi vì tôi không hề vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Tôi đang có gần 300.000 follower trên Facebook nhưng để phản đối cái hành động cực tả của nhóm điều hành công ty Facebook và kể cả cá nhân của ông chủ công ty này là Mark Zuckerberg. Cho nên tôi đã rời khỏi Facebook. Tôi chưa bao giờ bị như các bạn, tôi chưa bao giờ bị Facebook ban bất cứ một điều gì. Nhưng mà tất cả những người bạn của tôi bị nhiều lắm. Bởi vì trong lúc họ nói chuyện, trong lúc họ viết status, họ không để ý cái tiêu chuẩn cộng đồng. Cho nên họ không lách được. Và họ vi và Facebook coi đó là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Còn tôi trước khi tôi viết một cái gì hay tôi nói một cái gì, tôi rất cẩn thận. Tôi rất cẩn thận với cái ngôn ngữ tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Tôi không bị. Nhưng mà tôi biết trước sau cũng sẽ bị. Tại vì họ đang kiếm lý do để mà dịnh tôi. Đám, nhất là đám cực tải gốc Việt. Mỗi một ngày nó soi vào cái Facebook của tôi. Do đó, khi mà Tổng thống Trump bị cấm, là tôi đã bỏ luôn Facebook. Thì quý vị vẫn thấy được cái, phê, những cái, à, mấy tháng này tôi không đụng tới Facebook nữa. Quý vị đã thấy rất là rõ. Thì quý vị, tôi không bị, không có nghĩa là bạn bè tôi không bị. Nhiều người đã bị trong một năm nay rồi. Kể từ khi mà khởi động cuộc tranh cử từ năm ngoái, <laughs> cho tới, tới bây giờ, là tất cả nhiều người đã bị rồi. Và ngay cả quý vị còn nhớ, cái hình ảnh một tên quắc con ở bên Úc, đã dẫm đạp, dẫm đạp lên và xé cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Facebook cũng vịnh cũng đã tìm cách ban cấm tất cả những người bạn của tôi khi họ kể lại cho tôi nghe là xe những cái hình đó ra và lên án chỉ trích thôi là bị cấm ngay. Do đó quý vị, cái gì sẽ xảy ra kế tiếp đó là tình hình của tất cả những người bảo thủ. Đây không phải là diễn đàn của họ nữa. Nếu mà họ còn cưỡng cầu ở trên đây Họ chỉ tự nhận lấy đau khổ khi mà Facebook ban cấm họ. Nó không còn là một cái trang mạng xã hội đứng đắn và nghiêm túc và đây có cái tính chất minh bạch và công bằng. Đây là một trang xã hội dành riêng cho lực lượng cánh tả. Và đây là trang xã hội của riêng họ. Chúng ta nhúng vào trong đó, chúng ta chỉ bị thiệt thòi mà thôi. Đó là cái phần đầu tôi nói những chuyện gì sẽ xảy ra và những chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đương nhiên trên mạng xã hội của họ họ muốn làm trời làm đất gì cũng được nhưng mà trên đất nước hoa kỳ họ không làm trời làm đất được quý vị họ không làm trời làm đất được trên đất nước hoa kỳ nó có đầy đủ những luật lệ nó có đầy đủ những quy tắc và nó có đầy đủ tất cả những cái truyền thống xưa nay bất cứ kẻ nào mà vi phạm vào những cái quy tắc này và cái hiến pháp của hoa kỳ đều sẽ bị xử Facebook cũng không ngoại lệ cho dù Mark Zuckerberg là ông chủ lớn cỡ nào có băng đảng lớn cỡ nào trong quốc hội trước sau cũng bị xử bị xử bằng chính luật pháp công minh mà các quốc phụ đã để lại và trên cái bản hiến pháp đó tu chính án số 1 sẽ là bản án đối với Facebook bởi vì tu chính án số 1 là quyền tự do ngôn luận bây giờ họ không bị kiện là bởi vì họ đã được một cái đạo luật năm 1996 session 230 cản trở những người dân kiện họ. Nhưng mà các thành viên trong quốc hội sẽ không để yên. Ok, đúng, bây giờ đảng Dân Chủ đang control ở Hạ Viện. Nhưng mà what about năm 2022? Khi mà đảng Cộng Hòa nắm lại lưỡng viện quốc hội luôn. Thì lúc đó Facebook lại đổi màu à. Ô oh, chúng tôi xin lỗi là bởi vì lúc trước chúng tôi đã có một cái sai lầm đối với Tổng thống Trump. Chúng tôi sẽ apologize, chúng tôi xin lỗi à. No. Những cái ngôn ngữ đầu môi chót lưỡi này sẽ không còn hữu hiệu nữa. Do đó quý vị, 2022 họ sẽ phải đối diện với tất cả những cái sự trừng phạt của người Mỹ. Người Mỹ bây giờ nằm ở dưới cơ tại vì họ mất đi cái quyền đa số ở quốc hội. Họ không làm gì được. Bây giờ Facebook muốn làm trời, làm đất gì cũng được hết. Bây giờ Tech Cruz hay là Marco Rubio nó bóp miệng lại như vậy và quý vị nó là không những nó bóp miệng của những người này, quý vị đã thấy nó bóp miệng ông à ông Lido rồi à, tướng Michael Flynn. Những người này nó bóp miệng rồi. Thì còn chờ gì những người khác nữa. Nhưng mà quý vị, 2022 khi mà chúng ta lấy lại lưỡng viện Quốc hội. Lúc đó tôi tôi nói với quý vị, Facebook sẽ vỡ ra từng mảnh. Sẽ vỡ ra từng mảnh và không những Facebook những công ty truyền thông mạng xã hội khác cũng sẽ vỡ ra từng mảnh. Tại vì bây giờ tất cả những người dân Hoa Kỳ và những người mà bảo vệ cho giá trị của đất nước Hoa Kỳ họ nhìn thấy rõ, cứ để cho mấy công ty nó merge với nhau tức là nó sát nhập với nhau dần dần nó thành một mega corporation tức là nó trở thành những cái công ty khổng lồ và nó kiểm soát tất cả mọi thứ trong xã hội. Nó kiểm soát cả ngôn ngữ nó kiểm soát cả suy nghĩ của tất cả mọi người. Tôi chưa nói đến những cái kiểm soát khác trong đời sống của mọi người từ cái uh, GPS cho tất cả những cái uh, tài liệu, những cái dữ liệu. Mà bây giờ ngay cả cái ngôn ngữ, cái quyền tự do ngôn luận của mình cũng bị nó kiểm soát luôn. Thì người dân Hoa Kỳ không để cho nó yên. Người dân Hoa Kỳ không để cho cái đám này yên. Họ sẽ đánh bể ra và họ sẽ có những cái luật lệ nghiêm cấm những cái, những cái vụ sát nhập. Tại vì sát nhập riết rồi nó có tiền quá, công ty nhỏ ra nó bỏ tiền nó mua luôn. Nó bỏ tiền ra mua công ty nhỏ luôn rồi nó trở thành một công ty độc quyền quý vị và nó khống chế toàn bộ mọi thứ hết. Và đây là cái mà Bill Clinton đã cho phép từ năm 1996, 95, 96 khi mà ông ta bắt đầu thúc đẩy toàn cầu hóa và ông ta để cho các công ty nó merge với nhau và cứ công ty lớn thì nuốt công ty nhỏ. Nó nuốt riết nó trở thành một cái ông bự khổng lồ vậy. Và nó liên kết với nhau luôn. Cuối cùng quý vị, cuối cùng là tất cả mọi người đều bị nó kiểm soát. Điều này người dân Hoa Kỳ không cho phép. Do đó, cái bước kế tiếp hay là những cái chuyện xảy ra kế tiếp là những người bảo thủ và những người bảo vệ cho cái giá trị đất nước này không để cho những công ty này làm mưa làm gió. Không để cho những công ty làm làm mưa, họ sẽ có những biện pháp. Ngay trước mắt thì sẽ có một số luật lệ được đệ trình Dù rằng cái luật lệ đó sẽ không được thông qua đâu Tại vì họ được đảng Dân Chủ bảo kê mà Nhưng mà các à, dân biểu của Đảng Cộng Hòa và các thương nghị sĩ vẫn viết những dự luật Dù không qua đợt này, lần tới 2022 họ sẽ tái giới thiệu trở lại Họ không để cho đám Big Tech này yên Và thứ hai là họ sẽ tiếp tục làm việc để mà giám sát và ngăn chặn những cái trò dơ bẩn của đám Big Tech này. Và chuyện gì xảy ra kế tiếp thứ ba, tức là tôi nói là quý vị bị cấm là thứ nhất, các thành viên trong quốc hội của Hoa Kỳ và các dân uh, biểu quốc hội cũng như các thương nghị sĩ đã sẽ có cái phản ứng, đó là cái chuyện xảy ra thứ hai. Và chuyện xảy ra thứ ba chính là các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Florida đã đi đầu, 250.000 Mỹ Kim tiền phạt cho bất kỳ một cái cuộc gọi là ngăn cấm cái tiếng nói của người dân ở trên Facebook, trên Twitter, kể cả trên Youtube. Mỗi một ngày thì tiểu bang Florida sẽ phạt vạ những công ty này 250.000 Mỹ Kim. Cho tới khi nào họ tháo gỡ những điều đó. Nếu như những công ty này nhân danh cái quy tắc của họ để mà cản trở quyền tự do ngôn luận của người dân Florida cái đó florida đã đã thống đốc ron desantis đã ký rồi tiếp theo sẽ là texas louisiana mississippi uh, tennessee arkansas north carolina south dakota north dakota south carolina rồi uh, ohio kentucky và thậm chí cả colorado tất cả những tiểu bang này sẽ đồng loạt có những cái luật riêng của họ dành cho các công ty truyền thông xã hội, đặc biệt là Facebook và Twitter và YouTube, tức là Google, là họ sẽ có luật riêng tương tự như Florida để bảo vệ cho người dân sống trong tiểu bang của họ không bị áp bức về quyền tự do ngôn luận và không bị bức hại về cái quyền tự do ngôn luận. Những tiểu bang này sẽ ra luật bảo vệ cho cư dân của họ trước những cái trò của Big Tech. Quý vị, đó là cái bước mà kế tiếp mà những người dân, à những ca uh, chính quyền làm việc cho dân họ sẽ làm. Ở những tiểu bang bảo thủ. Tất cả quý vị biết là tổng cộng có 28 tiểu bang do Đảng Cộng hòa cai quản. Họ sẽ ra luật và họ sẽ giới hạn tất cả những cái hoạt động của những công ty truyền thông xã hội này. Và bước cuối cùng là do chính những thành viên quốc hội và những chính trị gia của Hoa Kỳ. Họ sẽ ra luật trừng phạt Đối với những công ty nào mà cung cấp nguồn tài chính cho những công ty mạng xã hội à, bích miệng người khác, tức là những công ty quảng cáo. Tất cả các công ty quảng cáo sẽ phải chịu đựng những cái luật lệ rất gay gắt khi mà họ tiếp tay cho những công ty mạng xã hội bích miệng người khác, họ cũng bị vạ lây. Họ cũng bị vạ lây luôn và Freida đang viết đang viết cái dự luật này. Tức là không phải chỉ nhắm vào những công ty truyền thông xã hội Mà nhắm vào luôn tất cả những công ty nào tiếp tay cho việc mà gọi là bịt miệng Và vi phạm cái tu chính án số 1 của Hoa Kỳ Và đương nhiên cuối cùng chúng ta sẽ tháo gỡ cái session 230 Một cái một cái khiên, một cái uh, lá trắng để cho những công ty này không bị kiện Và khi năm 2020 mà cái lá trắng này nè mà đảng Cộng Hòa đã tháo ra rồi đó quý vị tôi chắc chắn mỗi một ngày ít nhất 100.000 lá đơn kiện nhắm vào tất cả những công ty này. Do đó tôi nói với quý vị, 2022 họ bể ra như cám bây giờ. Khi mà cả trăm ngàn, có thể mỗi một ngày cả trăm ngàn lá đơn kiện nhắm vào các công ty từ Facebook, Twitter. Đừng nghĩ rằng cái phán quyết ngày hôm nay là vĩnh viễn. Đừng nghĩ rằng cái phán quyết ngày hôm nay nắm được quốc hội, nắm được đảng dân chủ là có thể thao túng tất cả bầu trời của nước Mỹ. No. Nước Mỹ, tôi nói quý vị, trên trang xã hội của quý vị, quý vị có quyền làm. Nhưng mà quý vị đang làm ăn và các quý vị đang đặt trụ sở ngay trên đất nước Hoa Kỳ. Nó khác xa lắm. Đừng nghĩ rằng là ô ta làm chủ mạng xã hội, ta muốn trời là tao trời, ta muốn đất là đất. No quý vị. Người dân Mỹ có những cách bởi vì tổ phụ của họ, những quốc phụ lập ra nước Mỹ này họ nhìn xa lắm. Họ đặt ra những quy tắc tránh lạm quyền. Và những quy tắc đó tới ngày hôm nay vẫn còn hiện hữu. Chính nhờ những quy tắc này mà người dân Mỹ mới trở thành cái dân tộc mạnh nhất thế giới. Và nhờ, nhờ những cái quy tắc này mà người dân Mỹ mới kiểm soát được quyền lực của những một số thiểu số có tham vọng. Bởi vì những quốc phụ của Hoa Kỳ đã nghĩ, đã nhìn thấy được cái tình trạng lạm dụng quyền lực nằm trong tay của một số người rồi do đó họ đặt ra những cái khung quy tắc để mà ngăn cản cái sự lạm dụng quyền lực này do đó đứng ở ngoài nước mỹ nhìn vô thấy được cái phán quyết ngày hôm nay của facebook thì vội vã chỉ trích là nước mỹ không có tự do ngôn luận nhưng mà quý vị nước mỹ có là mạng xã hội thôi tại vì nó là công ty tư nhân nó có quyền sử dụng tất cả quy tắc trên cái mảnh đất của nó trên cái sân của nó nhưng đáng tiếc cái sân của nó nằm trong đất nước hoa kỳ và những gì xảy ra ngày hôm nay chúng ta sẽ đáp trả đầy đủ đương nhiên tổng thống trump cũng chả cần quan tâm tới cái mạng xã hội nó nữa tại vì sao ông mở ra cái mạng xã hội mới của ông thì sẽ có ít nhất vài chục triệu người từ facebook vài chục triệu người từ twitter chạy qua bên cái mạng xã hội mới của ông họ đâu có dạy gì cho đám kia hưởng tôi hưởng lại nữa quý vị ít nhất là vài chục triệu chưa kể con số này sẽ gia tăng theo thời gian. Lúc đó những công ty này làm gì? Làm gì được gì đấy? Do đó quý vị, ông Trump không có màn cái quyết định của họ. Nhưng cái quyết định của họ cho chúng ta thấy được là cái sự gọi là một tay che trời của những công ty này. Nó đang nghĩ nó một tay che trời. Và kết quả sẽ do người dân Mỹ quyết định, chứ không phải họ đâu quý vị. Và đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Một lát nữa Phong trở lại với đề tài thứ hai trong đề tài thứ hai là một cái vấn nạn mà bây giờ các quốc gia độc tài toàn trị sẽ phải đối diện. Dù rằng họ có thể sử dụng tất cả những quyền lực nhưng sẽ không qua được cái vấn đề vấn nạn này. Đó là cái đề tài thứ hai. Như thế nào thì một lát nữa Phong trở lại trong phần thứ hai. Mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại trong vòng 3 phút.